so sánh hai lũy thừa thì các bạn nhớ giúp lỡ nè. Thì các bạn thứ nhất các bạn phải biết lũy thừa là gì. Ví dụ như A mũ N, đó chính là A nhân A chấm 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 nhân A N trừ số A. Và nhớ A mũ N thì A người ta gọi là cơ số, còn N người ta gọi là mũ hay là lũy, lũy thừa. Vậy để so sánh hai cái lũy thừa, một ta đưa về cùng cơ số, hai ta đưa về cùng mũ nha các bạn. Thì đối với bài này là sẽ chọn phương pháp đưa về cùng mũ. Được chưa? Cùng mũ nha. Thì các bạn biết giúp là 1 thì cũng bằng 1 mũ 300. Đúng không ạ? Bởi vì 1 mũ 300 chính là 1 nhân 1 nhân 1 nhân 1 nhân 1 nhân 1 300 lần số 1 thì cũng bằng 1. Được chưa? Vậy nói nôm na 1 mũ mấy cũng bằng 1. Nhớ điều này. Vậy ta có nè, 1 phần 3 mũ 300 sẽ bằng 1 mũ 300 phần 3 mũ 300 bằng. Rồi, tiếp theo ta nhớ A mũ N phần B mũ N thì bằng A phần B tất cả mũ N. Vậy sẽ bằng là 1 phần 3 tất cả mũ 3 chấm bằng. Thì ở đây mình lại tiếp tục nhớ đến kiến thức A mũ N nhân M thì bằng A mũ N tất cả mũ M. Vậy là tách ra thành 1 mũ 3, xin lỗi, 1 phần 3 mũ 3 tất cả mũ cho 100. Đúng không ạ? Vậy bằng 1 phần 3 mũ 3 chính là 1 phần 3 nhân 1 phần 3 nhân 1 phần 3 tất cả mũ 1 100 bằng. Đây ra 1 phần 27 tất cả mũ 1 100. Nhớ chỗ này, đánh số 1. Tương tự 1 phần 5 mũ 199 sẽ nhỏ hơn 1 phần 5 mũ 200. Được chưa? Vậy ta chỉ cần so sánh cái này nè, cái số này nè, với cái số này. Được chưa? Thì mình sẽ so sánh được với số này, gọi là dùng tính chất trung gian đó các bạn. Rồi, vậy ta có 1 phần 5 mũ 200 sẽ bằng 1 phần 5 tất cả mũ 200. Làm tương tự như trên nha các bạn. Vậy 1 phần 5 tất cả mũ 2 tất cả mũ 1 100 bằng 1 phần 25 tất cả mũ 100. Rồi, thì tiếp tục ta so sánh số 2. Đại diện số 2 thì ta thấy nè, cùng mũ chưa? Ta viết lại nè, ta viết lại 1 phần 25 tất cả mũ 100 nè, và 1 phần 27 tất cả mũ 1 100. Đây, ngay chỗ này nè các bạn. Rồi, tới đây hai thằng này cùng mũ chưa? Cùng mũ rồi nè. Cùng mũ chưa? Và hai cái thằng này 1 phần 25 và 1 phần 27 nhỏ hơn 1. Khi nó nhỏ hơn 1 và nó lớn hơn 0 thì ta mũ càng lớn, mũ lên thì nó số nó càng bé nha các bạn. Ở đây mình sai chỗ này nè các bạn, mình sai chỗ này, các bạn cẩn thận nha, đừng để bị sai chỗ này nè các bạn. Sai chỗ này nè. Nó phải là lớn hơn 1 phần mũ 5 mũ 200 nha. Xin lỗi tất cả các bạn, ngay chỗ này mình bị sai nha. Được chưa? Cùng tử mà mẫu càng lớn thì phân số đó càng nhỏ nha các bạn. Càng nhỏ. Rồi, vậy ta thấy rằng số này lớn, số này với số này trong ngoặc thì bạn thấy số nào nhỏ hơn à? Vậy ta sẽ có 1 phần 25 mũ 100 sẽ lớn hơn
một phần 27 mũ 1, 100. Được chưa? Từ đây mình suy ra đánh số 2 nè và đánh số 3. Vậy mình sẽ có suy ra được điều gì ạ? 1 phần 5 mũ 199 sẽ lớn hơn 1 phần 5 mũ. Xin lỗi. Phải nói là 3 mũ. 3 mũ 300. 300. Đây là cách 1 nha các bạn. Đây là cách 1. Là sẽ dùng bài này dựng một clip riêng để hướng dẫn cách 2 nha các bạn.